Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục xe cũ của Beautiful Car. Hôm nay là mùng 1 đầu tháng, chúc anh em hoan hỉ cả tháng luôn. Tháng này kiếm thật nhiều tiền, phát tài phát lộc. Hôm nay mùng 1 đầu tháng thì cũng mang đến cho anh em một siêu phẩm đỏ chót để cho may mắn cả tháng luôn. Một chiếc Toyota Yaris, có thể nói là huyền thoại của dòng xe Toyota tại Việt Nam rồi. Một chiếc xe sinh ra là để dành cho những chị em phụ nữ xinh đẹp, dành cho những gia đình trẻ. Chiếc xe mà đang đứng cạnh tôi là Toyota Yaris phiên bản đủ 1.3G, đăng ký lần đầu 2015, mang biển số thành phố. Hiện tại thì chiếc xe này đã lăn bánh hơn 4 vạn km và Vietjet Auto chúng tôi đang chào bán mức giá là 495 triệu, có thương lượng, có trả góp. Nếu anh em cần một cơ sở để cân đối giữa giá của chiếc xe cũ này và giá của chiếc xe mới, về xe cũ thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi theo số hotline đứng trên video. Còn nếu anh em quan tâm đến giá của Toyota Yaris mới 2021, xem nó lệch bao nhiêu với chiếc xe này để mình có thêm cơ sở cân đối tài chính, mình có thể liên hệ với số hotline của các bạn bên sale Toyota xe mới mà tôi cũng đang đính kèm trên video này. Quay trở lại với chiếc xe Toyota Yaris 2015 này. Ở thời điểm 2015 thì chiếc xe này vẫn trang bị cái động cơ 1.3 lít đi kèm hộp số tự động 4 cấp, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Chiếc xe này thì về cơ bản mình đi loanh quanh trong phố nó chỉ tiêu tốn khoảng 6 đến 7 lít cho 100 km thôi. Và đặc biệt là Yaris thì được đánh giá rất cao ở khả năng bền bỉ này, tiết kiệm nhiên liệu, rộng rãi rất nhiều so với kích thước, và option thì cũng không hề kém cạnh gì đâu. Ở đây anh em sẽ bắt đầu quan sát ngay từ phần đầu đi. Chúng ta sẽ có một hệ thống đèn projector dạng bóng chiếu này, đèn chiếu xa, đèn sương mù, chúng ta được trang bị rất là đầy đủ. Ngoài ra thì phần mặt ca lăng, cái này là nguyên bản theo xe, mạ bạc luôn, anh em rất dễ quan sát từ xa, đó chính là phiên bản đủ. Lui một chút sang phần bên hông nhé, thì mình sẽ có một bộ la răng này, rồi là xi nhan chiếu hậu, gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện, tích hợp xi nhan trên gương, tay nắm cửa mạ chrome, có tích hợp cái nút mở cửa thông minh. Đây là những cái chi tiết rất là tuyệt vời. Ở đây thì anh em sẽ thắc mắc là sao không soi keo chỉ đi, sao không soi máy móc đi. Thì cam kết với anh em luôn là xe này 100% nguyên bản, chưa đâm đụng, không đâm đụng luôn, không ngập nước, không bổ máy, không tranh chấp pháp lý. Nếu anh em cần check chiếc xe này bất kỳ ở đại lý Toyota nào, bất kỳ ở cơ sở nào, anh em cảm thấy uy tín thì xin mời anh em chúng ta tự đi check. Trường hợp xe có lỗi, chúng tôi đền gấp đôi tiền cọc luôn và thậm chí là tặng xe luôn cho anh em. Nào, lùi một chút về phần đuôi xe nhé. Ở phần đuôi của chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ rồi. Ví dụ như là camera lùi, rồi màn hình DVD Android, trang bị rất đầy đủ luôn. Phần cái khay lót này thì khả năng là nó đã đứt bên một bên dây như này rồi, nên là nó sẽ không thể giữ tốt được. Còn lại lốp dự phòng, kích, rồi dụng cụ sửa chữa, cũng như là cái hộc để đồ. Hốc đồ thì vẫn còn rất là đầy đủ và cẩn thận cho anh em. Đấy, tha hồ mà đựng đồ nhá. 495 triệu cho một chiếc xe như thế này, mua cho vợ đi lại thì quá là tuyệt vời luôn. Xe nhập Thái không phải lăn tăn gì. Ở đây này, tôi chia sẻ một quan điểm rất buồn cười. Đấy là anh em cứ nhìn thấy biển số Sài Gòn thì bảo có ngập nước không. Hỏi thực sự là rất khó trả lời. Tôi cam kết luôn là bên tôi không làm xe ngập nước. Đấy, nhưng mà vấn đề ấy là anh em tại sao cứ nghĩ đến Sài Gòn là ngập nước nhỉ? Hà Nội ngập đầy ấy. Tối hôm qua mưa như thế anh em nhìn đấy, Thái Hà, Chùa Bộc trên phố, rồi thậm chí cả Vincom, Vinhome các thứ nó ngập như vậy. Tại sao lại anh em cứ nghĩ là xe ngập nước là chỉ có Sài Gòn nhỉ? Hà Nội mình ngập đầy, vấn đề là cái đạo đức kinh doanh đến đâu thôi. Xe ngập nước anh em cực kỳ dễ phát hiện luôn, và nếu anh em nào có khả năng mua được một chiếc xe ngập nước về sửa chữa đi lại với mức giá rất rẻ thì anh em cũng hoàn toàn có thể tự quyết định, đấy là tiền của anh em mà. Còn tôi cam kết với anh em là bên tôi không làm xe ngập nước, vậy thôi. Đó. Vào trong không gian nội thất. Đây, rất rộng. Ghế lái là tôi đang cho kịch hết cỡ ra đằng sau nhá. Đây anh em nhìn, kịch hết cỡ luôn. Đấy. Mà tôi ngồi vẫn thoải mái như này. Anh em nhìn này, đây cái chân này kịch hết cỡ luôn nhá. Tôi vẫn ngồi rất thoải mái. Ghế này nguyên bản của nó là ghế nỉ nhưng mà chủ người ta bọc da hết rồi, nên anh em về là cứ việc đi thôi, không phải làm gì cả. Và chủ xe cũng có mắt thẩm mỹ rất cao đấy, bọc cái màu nâu của Fortuner. Đây, anh em ngồi hàng ghế thứ hai rất là thoải mái, rộng rãi. Đấy. Thoáng lắm, Yaris ngồi phải công nhận là thoáng. Đúng là vua của hatchback hạng B. Ở trên khoang nội thất này, anh em sẽ có toàn bộ hệ thống cửa sổ điện này, gương kính điều chỉnh điện này. Đây, tôi nổ máy luôn. Đấy, máy vẫn còn êm ru. Chạy 4 vạn mốt anh em nhé. Và chủ xe thì cũng đã lắp cái màn hình Android rồi, rất đầy đủ.
10,5 inch, anh em tha hồ mà sử dụng luôn, cam lùi các thứ, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh đó. Về tính năng an toàn của chiếc xe này thì hai túi khí cân bằng điện tử, phanh ABS 4 bánh là đủ cho anh em di chuyển trên đường, và nó cũng phù hợp với cấu hình của một chiếc xe giá rất hợp lý như này. Tôi xin phép nhắc lại, Toyota Yaris 1.3 nhập Thái Lan, bản đủ, đăng ký lần đầu 2015, chạy hơn 4 vạn, xe cam kết không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước, không va chạm, không có tranh chấp pháp lý, giá chào bán 495 triệu. Rất mong anh em sẽ ghé qua Việt Nhật Auto để trực tiếp cầm lái và xem chiếc xe này để thấy được cái độ mới của nó như thế nào. Anh em cũng đừng quên like, subscribe và bấm chuông để theo dõi những cái thông tin mới nhất, những chiếc xe mới nhất chuẩn bị về cửa hàng. Cảm ơn anh em một lần nữa và chúc anh em tháng mới thật may mắn.